dì Đà Phật a à, dì Đà Phật a à, dì Đà Phật nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật Nam Mô A Di Đà Phật Hôm nay là ngày 29 tháng 3 2020 Chúng ta tiếp tục học tập Một câu A Di Đà Phật Niệm đến cùng Học đến tập 84 Có một đoạn ngắn Chúng ta đọc để học tập Đức Phật A Di Đà còn được xưng là Vô Thượng Y Vương, tức là vị vua của các thầy thuốc. Vì thế thành tâm quan hỷ thường niệm danh hiệu A Di Đà Phật chính là liều thuốc bổ tốt nhất. À, mỗi ngày chúng ta niệm Phật mà chúng ta nghe những văn tự này, quý vị khi có bệnh đau chút đỉnh đâu, chúng ta nên dùng viên thuốc A Di Đà Phật, vì danh hiệu của ngài là Đại Y Vương, là vua của các thầy thuốc. Nếu như chúng ta dùng viên thuốc A Di Đà Phật này lâu ngày thành quen thì không có bệnh tình gì mà xâm nhập vào cơ thể chúng ta được dù có cảm xúc bệnh chút đỉnh đi chăng nữa nhưng mà chúng ta có viên thuốc a di đào phật bất cứ nơi nào chỗ nào cũng dùng được người giàu người nghèo gì cũng dùng được người đẹp người xấu gì cũng dùng được còn nếu gì nói thuốc thế gian thì có những người có tiền người ta muốn mua thuốc mắc thuốc tốt mà người ta uống còn mình nghèo quá khi mình không có tiền mình mua thuốc uống còn viên thuốc ai di đào phật này thì giàu nghèo đẹp xấu sang hèn gì cũng dùng được hết quý vị mà quý vị nghe văn tự này rất rõ ràng nếu chúng ta thường niệm ai di đào phật vì thế thường quan hỷ thường niệm chính là liều thuốc bổ tốt nhất Niệm A Di đào Phật là liều thuốc bổ tốt nhất quý vị nhớ đó. Nên có một đoạn mà hồi đó những đức thường đọc là lợi ích của nụ cười. Niềm vui là chất dinh dưỡng cao cấp nhất. Mà chúng ta thường niệm A Di Đà Phật thì thường sanh pháp hỷ là niềm vui. Mà quý vị để ý nha. Người mà thường vui là người ít buồn giận. Thì họ ít buồn giận họ mới thường vui Chứ cái người mà thường buồn giận Thì gương mặt họ làm sao mà vui cười được dù cho là họ nở nụ cười xã giao Nhưng mà nụ cười này không thật Nên cái niềm vui mà từ nội tâm Có người niệm Phật Thì cái nụ cười nó mới thật thà Chất phát Và nó có một cái từ trường rất là tốt Nên mỗi người chúng ta dùng câu a di đà phật này trong cuộc sống hàng ngày chư tổ sư cũng nói câu a di đà phật này sử dụng trong cuộc sống hàng ngày và trong cuộc sống hàng ngày sống được tốt đẹp là nhờ sử dụng a di đà phật sử dụng tất cả những vật chất phát triển trong thời đại hôm nay có tác hại lợi ích trước mắt mà quả hại kế bên còn niệm ai với đạo phật cuộc sống rất đơn giản bình dị mà con người sống thường có niềm vui mà niềm vui này nó không có tác hại gì hết quý vị coi tất cả niềm vui ở thế gian đều có tác hại có khi cái, thì, cái vui quá bị xa đỏ đi vào chỗ sai lầm còn niềm vui từ pháp vị niệm phật sanh trí tuệ từ nơi đó mà Chúng ta được sự găng nhắc rất là cao độ. Nên những đức chia sẻ Phật Pháp là có một tiêu chuẩn. Lúc trước à, ngồi nói chuyện trước công chúng còn nói việc này việc kia vui. Nói nhiều phương tiện vui. Nhưng từ khi mà giảng một mình tới giờ vị nhìn xuống thì đâu có thấy người nào đâu. Thấy mấy bao gạo nằm im gu Từ nơi đó à, nói chuyện Phật Pháp thì nói đọc trong sách chư tổ sư hoặc đọc trong kinh thì chúng ta giảng nghiêm túc nó cũng có những giây phút giúp cho chúng ta nhận thức quý vị có khi mình giảng pháp mà mình quá vui lúc nào giảng cũng vui nói việc cho người ta cười vui thôi vậy thì cái việc học phật như vậy học hết cuộc đời của mình có khi mình cũng không có kết quả vì mình chỉ nói chuyện vui thôi còn nếu như mình nói ra một phương pháp cho nó chuẩn xác có những lúc thì cũng nói dài câu vui vẻ nhưng mà không nên lúc nào cũng nói trò này trò nọ cho anh ta vui cho anh ta thích nên bây giờ những đức ngồi chia sẻ vào pháp mình những đức mới thấy nó có cái pháp vị thật sự là từ nó mình đọc lời của chư tổ sư mà mình nói ra nghiêm túc quý vị việc giải thoát này phải nghiêm túc. Còn nếu như mà không nghiêm túc, thì có khi cả đời chúng ta tu cũng không có kết quả. Có thể nghe thì vui, nhưng mà không có phương pháp để giải quyết những vấn đề khổ đau. Vì phải nhớ nha, giải quyết được tận gốc những vấn đề khổ đau từ đời này. Hoặc là vô lượng đời Kiếp trước Chỉ có một cách Là người này chí thành niệm Phật cầu sanh cực lạc Mới chấm dứt lưng hồi khổ đau Của vô lượng kiếp Cái này mới là chấm dứt khổ Nên chúng ta tiêu chuẩn Một câu ai sẽ là Phật niệm đến cùng Khi buổi sáng Chúng ta học tập Vừa nhắc những đức mà cũng vừa nhắc Tất cả những người hữu duyên khi chúng ta cùng học tập nên những đức lấy tiêu chuẩn này nên mình giữ câu ai với đạo phật niệm xuyên suốt không có tâm thay đổi bởi vì biết rằng những đức càng học phật những đức hình như là không có suy nghĩ rằng trong thời đại bây giờ mình phải tìm đi cầu học ở đâu ở đâu tại vì sao vì nếu nói về giảng pháp thì đại lão và thượng tịnh không là chắc chắn là người có tu hành giảng pháp thì bây giờ muốn coi thì những buổi giảng của ngài quá nhiều chúng ta hành trì không hết những lời giảng của ngài còn đi tìm hỏi ai nữa bây giờ những đức thấy rằng có khi mình đi tìm hỏi người này hỏi người kia hỏi một thời gian rồi bắt đầu chúng ta đổi phương pháp tùm lum hết nên mình nắm được một phương pháp tu chuẩn rồi Thì mình cứ mai mò mà một tiêu chuẩn đó mà tu cho tới cùng luôn Đừng có tìm hiểu thêm, đừng có biết thêm nữa Vì biết thêm nữa thì nó dao động với cái phương pháp tu này quý vị Thí dụ như bây giờ những đứa coi một đạo tràng gì những đứa hướng dẫn thì nó có một tiêu chuẩn mà tiêu chuẩn của chúng ta tu tịnh độ là niệm ai với đạo Phật để cầu sanh cực lạc là tiêu chuẩn chính đúng không? Nhưng mà bây giờ những đức ở chùa này những đức hình như là không có phương tiện gì để những đức muốn quý Phật tử cúng dường tiền bạc hay là quý vị lo cho những đức cái gì cái gì hay cần làm cái gì quý vị đem tiền đến đây những đức hình như là những cái điều này những đức không có suy nghĩ đến có nghĩa là mình tin vào cái chỗ là niệm Phật và Lo thì các cụ khuyên các cụ niệm Phật Thì chắc chắn rằng các cụ niệm Phật có cái phước Thì có cái phước này thì chắc chắn rằng là chắc là các cụ có cơm ăn áo bặn Có cuộc sống để mà các cụ tu thôi Mình tin chắc chắn là có Còn cái việc mà suy nghĩ để dư giả hoặc là quý Phật tử cung phụng như mình này kia Thì hình như là trong tâm tư những đức bây giờ Chia sẻ Phật Pháp những đức không có cái ý nghĩ này quý vị Tại vì những đức thấy có tiền phiền phức lắm rất là phiền phức Người tu giải thoát của chúng ta Chỉ cần có cơm ăn áo bọn Có nơ che mưa che nắng là đủ à. Vậy là mình thấy cuộc đời mình Thấy cũng bình an lắm rồi à, quý vị Quý vị biết rằng là chúng ta từng ở ngoài đời chưa đi tu Có những người chúng ta cũng giàu Nhưng mà mình có biết đủ đâu Nên cuộc đời mình vẫn là kẻ cùng tử nghèo nàn Đi tìm kiếm hoài vậy đó Bây giờ mình đi tu rồi Mình cũng tiếp tục là kẻ như vậy nữa Thì chúng ta không có tiếp nhận giáo pháp Nên mình đi tu làm sao Nó có cái lạ một chút Để bản thân chúng ta có được cái hương vị Của Phật Pháp Như vậy thì mới có cái cảm giác Học Phật là sự hưởng thụ Lớn nhất của đời người Hưởng thụ Trong Phật Pháp không phải là Hưởng thụ như người thế gian Mà chúng ta hưởng thụ trong Phật Pháp Là thấy cuộc đời mình có ý nghĩa Biết niệm Phật, biết tu hành Và khi mệnh chung Chúng ta có thể Được Phật a Di Đà tiếp dẫn mình về thế giới cực lạ Giống như cuộc đời của mình Gieo nhăn gặt quả Có những người gần chết Thì những cảnh giới xấu đến để tiếp dẫn mình Có những người gần chết Thì cảnh giới tốt đến tiếp dẫn mình Thì xem cái hành động của mình Khi còn sống này từ nơi đó mà chúng ta mỗi ngày sống có niềm vui trong cái pháp vị có niềm vui trong cái đạo đức có niềm vui trong cái nhân cách làm người có niềm vui khi con người biết thương con người và con người biết thương tất cả những loài động vật vì chúng ta cũng muốn sống nó cũng muốn sống nên niềm vui này niềm vui trả lại cho chúng ta cái sự an tâm và khi mình an tâm rồi thì quý vị biết rằng mình ít bao giờ lo âu sợ hãi những việc chưa đến hay là muốn lôi kéo những việc đã qua tại vì sao vì niềm vui của pháp vị nó xóa tan đi những cái hận thù những cái buồn chết những cái âu lo sợ hãi và từ cái pháp vị nó cho mình cái trí tuệ để nhìn nhận được rằng khỏi đời này không có gì thật cả nên chúng ta không muốn nắm chắc để mà giữ gìn vì biết rằng Sanh không mang đến chết không mang đi vậy à nên á một câu ai Di Đà Phật này Quý vị nên chân thật mà sử dụng Người trẻ cũng nên sử dụng Mà người già càng phải sử dụng Vì sao? Vì Đức Phật Ai Di Đà còn được xưng là Vô Thượng Y Vương Tức là vị vua của các thầy thuốc Nói những người già nghe đó nghe Nên hôm qua những đức nói với chúng Những đức có nói một câu Mình là người niệm Phật á Phải tập mình nó có sợ chết vì con người thọ mạng đến thì chết Sợ chết cũng phải chết à Mình phải tập làm sao mà mình đừng có sợ chết Vậy thì mình mới có tính nguyện Quý vị nói Con kiến, con vật mà nó còn sợ chết Chứ con người làm gì không sợ chết Không lẽ chúng ta đi so sánh với con kiến, con gà, con vịt gì nói gì nữa Hoặc là so sánh với cái người không biết tu hành gì Thì nói gì nữa giờ Chúng ta là người tu hành mỗi ngày cầu giải thoát nên phật có viên mình là đừng có nên sợ chết vì phật biết rằng thọ mạng đến thì phải chết con người ai mà không già không bệnh không chết mà mình đi sợ cái mà sớm muộn nó cũng đến với mình vậy mình sợ làm chi à nên phật Nó viên mình là không sợ chết là vậy mình có một trí tệ nhận thức có một góc độ sâu để hiểu biết phải nhớ tại vì con người ai cũng chết sợ chết cái gì Bây giờ chúng ta niệm ai như đạo Phật cầu sanh cực lạc mà nếu mỗi ngày chúng ta bệnh đau một chút là chạy đi tìm bác sĩ. Sợ chết vô cùng. Vậy thì nói về cái tính nguyện niệm Phật cầu sanh cực lạc của chúng ta, chúng ta nói sao ra được. Vì suy nghĩ đi. Nếu như những đức bệnh một chút là chạy đi tìm bác sĩ. Vậy thì làm sao những đức nói tính nguyện niệm Phật cho vị nghe. Dù có nói đi chăng nữa cũng là nói giả dối, nói không thật. Vì cái tính nguyện á, là cái gầy dựng được cái lòng tin đối với Phật, đối với Pháp, đối với Tăng Mà Phật á Mà Đại Lão Hòa Thượng Tịnh không ngày giảng á Là Phật từ tâm gọi là giác Pháp từ tâm gọi là chánh Tăng từ tâm gọi là tịnh Gọi là giác chánh tịnh này Chúng ta niệm ai với Đạo Phật Nó phát khởi được cái giác chánh tịnh từ tâm của mình Còn bây giờ còn nhiều chúng ta đi chạy tìm cái bên ngoài không à nên khi dịch bệnh đến có nhiều người chúng ta hụt hẳn, không biết quấn biếu chỗ nào. Hoặc là thọ mạng đến gần chết rồi chúng ta không biết quấn biếu chỗ nào. Nên cái gầy dựng giác chánh tịnh là từ câu ai với Đạo Phật. Mà từ câu ai với Đạo Phật này chúng ta gieo thẳng vào trong tâm là mỗi người chúng ta có ai với Đạo Phật. Chúng ta có một vị thầy thuốc, là vua của các thầy thuốc từ trong tâm của mình có sẵn. Như vậy thì viên thuốc ai với đạo Phật này là chỉ bá bệnh. Nếu như thọ mạng chưa đến thì dùng viên thuốc này bệnh gì cũng hết. Khỏi cần phiền phức đi mua thuốc. Còn nếu như thọ mạng đến rồi thì viên thuốc ai với đạo Phật này sẽ dẫn dắt chúng ta về tới thế giới cực lạc chấm dứt cái việc già bệnh và chết. Tuổi thọ vô lượng, trí tuệ vô lượng, năng lực vô lượng, nên gọi là viên thuốc A-di-đà Phật Là thù thắng hơn tất cả các viên thuốc Còn gọi là danh hiệu A-di-đà Phật Là vua của các thầy thuộc Nếu như chúng ta có lòng tin Thì phải gây dựng lòng tin Cho chắc chắn Nếu như mình mỗi ngày niệm Phật Mà bệnh một cái là mình rên Như những đức thường nói Rên cái cũng A-di-đà Phật Sâu mũi cái cũng ai với đào phật hôm qua những đức ngủ đâu tới mười hai giờ mấy buổi tối thì tự nhiên sao lỗ tay nó đau ghê lắm lỗ tay nó rất là đau ngộ ghê thì tự nhiên ngủ không được thức dậy cái bắt đầu ngồi dậy niệm phật một chút rồi xong nằm xuống niệm phật niệm phật một chút cái đầu nó đã đỡ đau cái ngủ sáng hết chưa còn cái bệnh gì nặng thì những đức cũng niệm phật cứ niệm phật nếu mà đi được thì đi còn đi không được thì nằm tại chỗ niệm phật chỉ mà niệm nó cũng hết có lần mà những đức mà chuẩn bị lễ 500 danh hiệu bồ tát quán thế âm quý vị sinh sống nó cụp Quỳ xuống lễ xuống không được Một lại nữa chứ đừng nói mà 500 lại Nhưng mà ngày mai là ngày lại năm 500 danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm à. Nhiều người kêu những đức Đi đến bác sĩ Để mà chỉnh sinh sống lại Những đức nói Nếu mà đi đến bác sĩ mà chỉnh sinh sống lại Coi chừng ngày mai không lại luôn Còn nếu như chúng ta làm cái việc này Cho Phật cho Bồ Tát vì nhiều chúng sanh về lại Năm trong danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm Nếu như ngày mai chúng ta mà lại không được Thì mình không có duyên làm việc này Thì để cho người khác làm Mình tiếp tục dẫn là tin chư Phật Bồ Tát Không có nói rằng là Tại sao mà con lại Bồ Tát Mà sao mà cái lưng của con đau vậy Không có nói dòng voi chứ Làm gì cũng phải có duyên chứ Cứ kiên trì như vậy Trước ngày cứ là nằm trên giường niệm Ai di Đà Phật Ai di Đà Phật ai với đà phật vì chúng ta niệm năm trong danh hiệu bồ tát quán thế âm thì cũng như niệm ai với đà phật mà chúng ta niệm ai với đà phật thì cũng như là niệm bồ tát quán thế âm nguyện của chư phật bồ tát đều là một nguyện vì chúng sanh hết từ nơi đó những đức cứ nằm những đức niệm ai với đà phật tới cùng luôn vậy đó bữa sau lại chiều lại cái tự nhiên quý biết rằng giờ đắp y nghe xương sống chứ còn đau đi nghiêng 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 sống vậy đó bước lên ngồi nói chuyện một tiếng đồng hồ rồi bắt đầu là sắp xếp đạo vàng, đảnh lễ năm 500 danh hiệu bồ tát quán thế à trong lòng mình nói lúc này còn đi được là cứ lễ còn nếu như mà lễ không nổi mà còn có thể gượng gạo thì nhờ một chú ổng nắm hai cái dây mình ổng dở mình lên rồi xong rồi để mình xuống cứ như vậy còn nếu quẹp tại chỗ luôn mà cái miệng còn đọc được là Ngồi tại chỗ đọc Cái tâm của mình nó tâm quyết nó vậy đó quý vị Thì quý vị biết rằng nó bước vào hướng dẫn người Đảnh lễ 500 danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm Một phát Bên Đại Tùng Lâm 500 danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm Bữa sau qua bên Hộ Pháp Đảnh lễ thêm 500 danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm Một ngàn lễ hai ngày Trong khi trước đó ngày sinh sống ẩn 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 Một lễ lễ cũng không được Vậy mà lễ một ngàn lại Bồ Tát Quán Thế Âm xong hết trơn luôn Vì tin không? Đây là cái việc chính nhân đức làm, Những đức nói mà Giả dối cái gì? Tất cả người trong chùa bao nhiêu con mắt không lẽ không thấy Từ nơi đó bị biết rằng Chúng ta là người niệm Phật cầu sanh cực lạc Ít gì con người mình cũng phải có cái lòng tin nó mạnh mẽ vậy à Con người ai cũng chết một lần Chúng ta phải tạo cho mình một cái lòng tin Nhiệt quyết đối với Phật dù là mình tu dở nhưng mà cái lòng tin này Nó sẽ giúp cho mình vượt qua mọi cái sự khó khăn Nên á Con người hơn nhau là có lì đòn hay không thôi Quý bị coi phim á lục tổ quệ năng khi bị đánh đúng không Bị đạp, bị đá, bị quýnh quá trời luôn Vậy đó mà bị đánh vậy đó Nhưng mà đứng lên được là đứng Đứng lên té sụm 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 xuống Đứng lên tiếp tục cái thằng mà đánh ngài Nó hết hồn Nó nói Từ xưa giờ cuộc đời của nó Chưa từng thấy một người nào mà như vậy Nó đã từng đánh chặn Nó đánh người ta Người ta đánh nó Nhưng mà nó không đáng sợ Mà nó đánh lục tổ quậy năng Mà nó đánh kinh khủng luôn Mà nó đánh xong thì ngài đứng lên Nó đánh xong ngài đứng lên Ngài không đánh lại mà ngài đứng lên ngài đi Nghe là bất cần Nếu mày muốn giết tao thì giết đi Vậy mà cái thằng đánh ngài nó sợ Vì thấy Từ nơi đó mà Chúng ta thấy trong Phật Pháp có cái đặc biệt Là lòng tin quý vị à Thế gian cũng có một góc độ Có một tiêu chuẩn về thành công Còn trong Phật Pháp Mình niệm Phật mà cầu sanh cực lạc này Phải gây dựng một cái lòng tin cho thiết là kiên cố Có nghĩa là Lòng tin này phải kiên cố làm sao mà Chúng ta đừng có sợ mắc mát bất cứ một cái gì Với cái cõi đời này chứ Thì vị tu có kết quả nhớ quý vị đừng bao giờ sợ mất mát bất cứ một cái gì ở cõi đời này hết, thì vì tu có kết quả nhất định đời này quý vị được giảng sạch nếu như bây giờ quý vị niệm phật cầu sanh cực lạc quý vị còn sợ mất mát cái thứ gì ở cõi đời này mà quý vị nghĩ rằng lo gì người ta quý vị sai lầm à mỗi người người ta có một cái phước nếu là cái phước của người ta là có cái này ai mà lấy được còn nếu như mà tất cả những người đông đúc mà họ không có cái phước cái này thì vị có giữ gìn cũng bằng không, mà. nó thành ra cái tình chấp của mình, mà phần nhiều là mình giữ gìn cho mình là cho cái của mình và cái danh của mình mà mình giữ, nên cái tâm tu giải thoát của mình nên nhận thức quý vị à, nên người tu nhìn thấu buông xuống mới gọi là nhìn thấu buông xuống, chứ nói buông xả đi buông xả đi, không nhìn thấu sao buông xả? nên chúng ta là tu là phải hiểu. Hiểu rồi thì mình sống rất là tự tại Cuộc đời này gặp nhau biết tu Thì giúp nhau hết lòng thôi Còn nếu như họ không tu nữa thôi à Việc trước mắt làm được thì làm Còn nếu như mà không đủ duyên thì mình nghĩ Từ nơi đó mục tiêu chuẩn xác nhất là không bao giờ bỏ cuộc là việc gì Niệm Phật cầu sanh cực lạc là không có bỏ Tại vì sao? Vì cái việc này là việc quan trọng lớn nhất của một đời con người khi đến thế gian này mà không có việc gì quan trọng bằng việc này chứ quý vị à tùy quý vị quý vị nhận thức đi nếu vị cho rằng cái việc vợ chồng con cháu cửa nhà của cải vật chất là quan trọng thì quý vị cứ theo cho đó quan trọng còn nếu như mà chúng ta là người biết niệm phật cầu chánh cực lạc quý vị coi nó có cái gì thật ở cõi này không có những vùng quê vị biết rằng cả năm làm tích lũy một cơn bão thì nước ngập trôi nào là những con heo con gà con trâu con bò của mình nuôi nó trôi nó chết hết hoặc của cải vật chất có khi nhà sập nữa quý vị nhìn từ chỗ này quý vị nhận thức đi cái của cải nó có tồn tại không nên nói rằng cái người mà có điều kiện giàu có mà mình không biết làm điều tốt thì thiệt là ổn cho cái phước giàu có khi đến thế gian này Sanh không mang đến Chết không mang đi Mà không biết sử dụng Đổi qua cái phiếu mà mình cầm theo được Quý vị phải biết cái phiếu công đức Phước báo mới cầm theo được Cái phiếu kết duyên với chúng sanh Mới cầm theo được Chứ cái nhà, cửa, chùa, chiền đồ, chúng Danh tiếng Cái này có cầm theo được đó quý vị à Quý vị mới nhớ Chúng ta lưu danh cho hậu thế Có thể gọi là một người tu chân thành thì có thể để là cái tiếng tâm cho người khác còn nếu như cuộc đời bị có thông minh bị có cháu chở bị tính toán cỡ nào thì khi bị chết đi người ta có khi người ta cũng chỉ trỏ vì không hay ho gì đó vì những đức đọc lịch sử xưa có một câu chuyện có một ông vua này ông đi tìm một người hiền tài để mà ông trao ngôi vua trong triều đình nhiều người vậy mà ông không tìm cái ai đi tìm khắp nơi ông đi tìm cái hiện tại mà ông đi vô trong đó. rừng sâu núi thẳm đi tìm hiện tại ông coi người nào không tham á ông chiền ngôi cho người ta ông đến ông gặp một người này chăn châu mà khi ông nói chuyện thì thấy người này đạo đức quá thì ông mới nói rằng ông là vua ông đi tìm hiện tài ông muốn trao cái ngôi vua lại cho người này cái người này Vừa nghe xong nhảy xuống nước Lấy nước có phát lên lỗ tai Vị vua này hỏi ông làm gì vậy à? Thì ông này nói Tôi nghe ông nói Trao ngôi vua cho tôi Tôi sợ bẩn tay tôi quá à, Nên tôi lấy nước để rửa tay của tôi Những người như vậy đó Mà ghi lại sách sử Vì sao Vì con người người ta không có bợn dơ Với cái việc vật chất của cải vậy à. Nếu như chúng ta là người tu mà đối với vật chất của cải mà mình nặng nề chấp nhất nữa Vậy thì cái việc tu giải thoát của chúng ta là không thật hả quý Đây là cái việc những đức nhắc cuộc đời của mình Đừng bao giờ vì cái vật chất mà bán rẻ lương tâm của mình Thà bây giờ mình còn là kẻ phàm phu Nhưng mà ít gì cũng nghe được đạo pháp Và nhìn thấy cuộc đời của các cụ già trong chùa này Bữa nay sống ngày mai chết Có những cụ già trong chùa này cũng là những cụ Mà có học thức Gia đình giàu có Sanh con cái nuôi khôn lớn Chia của cải cho con Cuối cùng có những cụ cũng bị con hát hủi vậy Nhìn từ góc độ này Và thấy bữa nay sống ngày mai chết thôi Thì những đứa cũng nhận thức được rằng Cuộc đời này không có gì thật cả Nên mình Dẫn lòng rằng Đừng bao giờ để cái danh tiếng Tiền bạc vật chất Mà nó buộc ràng mình Đây là cái bẩn dơ lắm nên nhắc mình mạnh mẽ như vậy Để làm sao Cuộc đời mình luôn luôn giữ được chính mình Dù là không có gì đi chăng nữa Càng tự tại càng tốt Còn có gì đi chăng nữa Cũng đừng bao giờ dính mắt nó no. Đừng bao giờ làm nô lệ cho vật chất Có thể thấy vật chất trước mặt Mà vì vật chất Mà chúng ta bị người sai khiến Sai khiến để có vật chất Cuộc đời như vậy thì Sống cảm thấy hổ thẹn lắm Nếu như chúng ta không hiểu thì thôi Hiểu rồi thì thấy cuộc đời mình khổ quá Cuối cùng được cái gì đó quý vị Nên câu ái với Đạo Phật này Nên nhắc mình suốt Để cho chúng ta đừng bao giờ bị vật chất buộc ràng Đối với Phật tử Thì mình thành tâm mình hướng dẫn người ta Bữa nay người ta đến với mình học Ngày mai người ta muốn đi đâu người ta đi kệ người ta Chúng ta là những người chia sẻ chân thật Họ không đi tìm ai đó họ tìm Họ thích hay thương gì cái chuyện của họ Nên quý Phật tử khắp nơi nơi quý vị đi đến chùa Những đức gặp quý vị chắp tay A với đạo Phật nở nụ cười Hoặc là vài năm sau gặp nhau cũng là như vậy Những đức cũng chưa bao giờ Cầu xin quý vị đem tiền đến cúng Hoặc là nhung, dùng cái cái miệng này khéo léo Để mà mong quý vị cúng dường Thôi chúng ta đừng làm chỗ này Đừng có làm giả dối như vậy nữa Chúng ta là người tu giải thoát mà Nên thật đi Nên thà một người chúng ta gặp nhau thật Thà đến với nhau còn đặc biệt Yên tâm hơn là Nhiều người mà chúng ta luôn luôn dùng bao nhiêu thủ đoạn Để mà giữ gìn Rồi cuối cùng có giữ được đó quý vị Những đức thấy Có những người nổi tiếng vô cùng mà cuối cùng thì Cũng được cái gì đâu Nên Sống những ngày yên tâm vẫn là đặc biệt, những đức thấy con người không bị danh lợi buộc ràng, không bị nhiễm ô từ chỗ đó là thấy hạnh phúc lớn nhất. Nên người học Phật chúng ta cái giàu có của chúng ta, chúng ta làm một điều tốt thì có ý nghĩa. Còn nếu như không làm việc gì, gì tốt hết mà mỗi ngày giữ gìn chó sủa cũng hết hồn, vậy thì sống cuộc đời làm nô lệ cho vật chất. Nên người tu mình nên nhận thức quý vị Cuộc đời này Những đức thấy không có gì thật hết chứ Nên một ngày sống nên sống vui Một ngày vẫn là đặc biệt Có chừng ngày mai là vui Cả đời là vui còn tuyệt hơn là cái gì cũng lo Những đức thấy có những người Họ thường cứ lo Cứ sợ Rồi cứ ginh đầu này Cứ ginh đầu nọ Cứ dò đầu này cứ xét đầu kia Có khi á còn đi nhờ người đi tìm hiểu nữa chứ Đúng là khổ thiệt Những đức thấy sống như vậy khổ thiệt Những đứa coi chúng mấy trăm người nè Những đứa hướng dẫn nhiệt tình nè Quý vị sống không phải lương tâm vì khổ gan chịu Còn cái việc gì quý vị làm không phải trong chùa Thì theo nội quy đó mà sắp xếp rồi Chứ làm chi cái chuyện đi gìn gặp Đi tìm hiểu cho nó mệt Từ nơi đó Có khi có của cải vật chất Còn phải gìn gặp để đi tìm hiểu đen chi Muốn giao cho phải coi coi tìm hiểu sao sao Mệt chết được có nghĩa là con người thì quý vị biết rằng quý vị, vị nếu mà mình mà khéo léo muốn chiếm của của người ta thì cái gì mà mình không cúi lòn được quý vị nhưng mà người thật sự có tâm giải thoát thì thôi chúng ta cũng không quan trọng chỗ đó như những đức suy nghĩ mình có cái chỗ ở mình tu thì mình hành đạo mình giúp cho chúng sanh nếu như người ta tạo ra mà người ta vì chúng sanh thì có người vì chúng sanh mà làm dù là 5 ngày 10 ngày cũng là tốt Còn hơn á Là cả đời Nhưng mà nó không ra cái thứ gì Nên cuộc đời chúng ta Đừng có sợ mắc cái mạng này Cái mạng này có gì đâu mà sợ mắc Thí dụ như người ta muốn giết cái mạng này đi chăng nữa Cái mạng này thọ mạng nó đến mới giết được chứ Quý vị đâu có tùy tiện mà giết một cái mạng mà thọ mạng nó chưa đến Quý vị nói quý vị có thể đi ngược lại định lực nhân quả được sao nếu như con người ai cũng muốn giết nhau được hết vậy thì cái việc này nó không còn nói về nhân quả nữa đúng không? Nên muốn giết một mạng người đâu có dễ vì Nếu con người này thọ mạng chưa đến vị muốn đi giết con người này Nhất định là định lực nhân quả xuất hiện đó Hoặc là một cái phần vô hình chung nào sẽ xuất hiện Nhất định bị giết không bao giờ được Vì sao? Vì thọ mạng người này chưa đến chết vì cố tình giết người này là vì vị sẽ có việc tai họa đến với quý vị đó nên con người chúng ta hiểu rồi thì mình sống rất là yên vui tự tại sống rất là bình yên phải nhớ quý vị mới biết rằng có những người làm việc rất là xấu nhưng mà họ quý vị muốn giết họ cũng khó lắm vì sao vì cái việc xấu của họ làm họ chưa hết phước việc xấu này họ làm từ từ mà hết phước rồi thì nhất định sẽ đến cái chết nên đó mới gọi là nhân quả Chứ không phải nói rằng là chúng ta muốn giết ai giết đâu Như vậy thì cuộc đời con người chúng ta sống cũng hết sức là bình yên Với cái mạng này chúng ta thấy Dùng nó để làm một điều tốt hay điều tốt Vẫn là có ý nghĩa Còn hơn là mỗi ngày lo âu sợ hãi Việc này việc kia Nên những đức khuyên quý Phật tử khắp nơi nơi Chúng ta nên sống một ngày sống vui một ngày Nên bà cụ hứa chiếc và sống tới hơn 100 tuổi bà nói rằng bà thường ha ha chứ không có hu hu. Quý vị thường ha ha hay là hu hu? Nên lo sợ là cái bệnh của chúng sanh chúng ta. Nên bây giờ chúng ta niệm Phật, chúng ta nên giác ngộ cuộc đời này quý vị, nên sống cho thật là tốt. Đây là ý nghĩa xong. Nguyện Tam Bảo gia hộ cho quý Phật tử khắp nơi nơi. Mỗi ngày chúng ta chia sẻ như vậy. Quý vị siêng năng niệm Phật, khi bỏ báo thân này chúng ta đều hẹn gặp nhau ở thế giới cực lạc quý vị ừ, ai đạo phật Nguyện đem công đức này Hướng về không tất cả Để tự và chúng sanh Đồng sanh về thanh nào đó Phật A Di Đà 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 Phật Nam mô 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 A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. di đà phật a 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 di đà phật nam mô a di đà phật Nam mô A Di Đà Phật. 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 A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. <laughs> phật, <laughs> a di đà phật, A di đà phật, A di đà -phật. <laughs> phật, A di đà phật, A di đà phật, A di đà phật, A di 哇。<sighs> Di Đà